Thảo Dung Toyota Tân Cảng, và hôm nay có một mẫu xe đã làm đẹp xong rồi, chuẩn bị ra phía trước để có thể giao ngay cho quý vị. Hiện tại thì vẫn còn đang nằm trong khoang Maru để chờ chạy ra phía trước. Thì Dung quay để gửi đến quý vị luôn, đó là mẫu Innova E 2018 đâu quý vị. Số sàn, biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe đi 78.000 cây nha. Đó, chính hãng tại Toyota Tân Cảng, biển số thành phố Hồ Chí Minh, phụ kiện cũng khá đầy đủ luôn. Có camera dây hành, camera dây luôn quý vị, và giá đang chào bán chỉ có 538 triệu, xe màu bạc ha, biển số thành phố. Đó, cam kết đầy đủ bằng văn bản cho quý vị là không đâm đụng, không ngập nước, gia hạn bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây. Đối với động cơ và hộp số tại Toyota Tân Cảng, để quý vị yên tâm sở hữu nha. Đó, mình đi qua một vòng thân xe để quý vị đánh giá qua được cái nước sơn, chất xe như thế nào nha. Hiện trạng thì vẫn còn đang trong khoang, chuẩn bị chạy ra, có thể giao ngay rồi. Quý vị nào ở thành phố thì mình có thể ghé xem xe ngay và lấy xe về được luôn nha quý vị, lấy liền về trong ngày luôn. Còn bây giờ mời quý vị vào chi tiết xe nha. Đây, cụm đèn nè quý vị. Đó, vẫn là thiết kế quen thuộc thôi ha. Thì 2018 các cái chi tiết keo chỉ rồi đã được bên Dung kiểm tra hết rồi. Đó, có đảm bảo cho mình bằng văn bản để quý vị hoàn toàn yên tâm sử dụng nha. Đó, keo chỉ động cơ hộp số là phải nguyên zin, chưa tháo rã ha. Không đâm đụng, không ngập nước. Thì mấy cái vết chày xước nhỏ nhỏ thì bên Dung đã xử lý xong rồi. Nói chung là làm đẹp xong rồi thì xe đẹp lung linh. Đó, ga lăng nè, màu đen, thẳng tắp mới tinh luôn quý vị. Đó, còn đây là biển số nè, 52388. Biển cũng khá là đẹp cho quý vị nào ở thành phố thì mình giữ lại biển này đi, tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số mà vừa có biển số đẹp nữa. Đó, mẫu 2018 gần đây thì Innova bên Dung bán khá là chạy, cho nên là đang cần mua rất là mạnh nha quý vị, giá cao nhất thị trường luôn. Đó, thu mua xe cũ tận nơi luôn, cho nên là quý vị nào có nhu cầu mà mua bán trao đổi xe, và hoặc là khách hàng ở tỉnh bán xe nó ngại đi lại, thì có thể liên hệ trực tiếp với Dung theo số điện thoại 0888 224 668 để Dung có thể định giá miễn phí cho quý vị và xuống xem xe tận nơi. Đó, nó được là thu mua tận nơi luôn, quý vị không có phải đi lên thành phố nha. Đây, làm vỏ nè quý vị, 78.000 cây ha. Đó, mâm còn mới tinh, nói chung làm lại rồi mới tinh nè quý vị. Khe xe này làm lại đẹp lắm. Rồi quý vị quan sát giúp Dung những cái đường dập nổi quanh thân xe nè. Đó, tạo điểm nhấn cho xe, và nhìn nó còn thẳng tắp nha quý vị. Mấy cái mép này nè, đó, keo chỉ là phải còn y tinh hết nha. Quý vị nhìn một chút vào nội thất phía bên này thì cửa nẻo keo chỉ là còn nguyên si nha quý vị, không phải lo nha, mình mua xe chính hãng, cam kết bằng văn bản luôn chứ không phải là nói suông nha. Đó, nội thất thì tông chủ đạo này là màu đen nha quý vị, ghế da màu đen nè. Đó, đã được ăn ghế da rồi, và phần tapi nè, đó, mới tinh, đầu DVD. Và đây nè quý vị, có cái máy camera hành trình luôn. Đó, chủ trước đã lên sẵn rồi, mình về chỉ việc sử dụng thôi, rất là tiết kiệm luôn nha quý vị. Còn đây là có bột trần rồi nè, quý vị xem củ số nè, củ phần số nè. Đó, đúng chất 78.000 cây nha. Xe này khá là đẹp, dọn lại rồi rất là đẹp luôn. Phần dưới mình có trải sàn nè. Đó, trải sàn, bột trần, camera hành trình, gắn phim. Đó, đầy đủ để quý vị sử dụng rồi. Mua cũng khá là tiết kiệm, mà nhất là khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha quý vị. Đó, táp bi này thì cũng được dán vào đen luôn. Nói chung là chủ xe thích tông đơn giản ha. Xe màu bạc, phần nội thất màu đen. Rồi, quý vị xem cái phần mâm nè, 78.000 cây nha quý vị, 538 triệu. Đó, đúng chất xe, mọi thứ y tinh hết nha quý vị. Phần cụm đèn phía sau, đó, vẫn là thiết kế quen thuộc thôi. Rồi, xe thì mình sẽ có hai cái cảm biến lùi nha quý vị. Đó, đây, mình lý nha. Đây, ghế thì mình gập lên thì mình sẽ được một cái khoang rất là rộng, băng ghế phía trước mình nhập thẳng xuống luôn. Đó, rất là rộng nha quý vị, 8 chỗ cực kỳ rộng luôn. Đây, phần này mình nhập xuống như thế này. Còn đây là phần nếu mà mình ngồi 8 người thì cái băng này phía sau này là phần này mình để hành lý, rất là rộng. Nào, tay lái cũ của khách trước ha.
Tao quay đồ bộ đồ nghề rồi còn đầy đủ. Đây quý vị xem cái phần keo chỉ ở đây luôn. Đó. Còn nguyên xi nha quý vị, xe này làm lại rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Màu bạc á thì quý vị đi nó rất là bền màu ha. Mình đi hoài không có sợ nó bị quê hay là rớt màu gì hết. Đó, xe ma 2018 tầm 538 triệu. Đó là mình có chiếc xe 8 chỗ. Số sàn siêu rộng, siêu bền luôn. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, quý vị đi gia đình hay là chạy dịch vụ thì rất là ổn luôn nha quý vị. Đó. Mình xem qua một chút phần gầm phía sau luôn ha. Bánh sơ cua này. Đó. Còn nguyên xi luôn. Đây, phần gầm phía sau. Sau khi mà đã được Toyota Tân Cảng Minh Dung làm vệ sinh, làm Marukuri lại rồi. Rất là đẹp luôn. Đó. Quý vị nhìn xe từ góc này ha. Cái này là đang dưới ánh đèn nha. Rồi. Cái vỏ phía bên này. Đó. Mình mua xe chính hãng thì mình rất là yên tâm để sử dụng nha quý vị. Mấy cái keo chỉ nè, mấy cái mép là còn nguyên xi hết nha. Có cam kết bằng văn bản chứ không phải là chỉ nói suông. À, màu bạc bên trong màu đen, nhìn rất là đơn giản ha. Mình gặp cái này lên. Đó. Cái này mình còn điều chỉnh ngã ra phía sau được nha. Đó. Này vật lên như thế này để mình lên xuống ha. Để nó xuống. Rồi. Do cái tay Dung cầm máy quay cho nên là nó sẽ không có được mạnh lắm. Chứ bình thường thì quý vị thao tác rất là đơn giản nha. Còn đây, nội thất phía trước. Quý vị nhìn km nè, 78.538 cây. Nhớ giúp Dung là có camera hành trình rồi, rất là tiết kiệm cho mình luôn. Hả? Phần nội thất, ghế da màu đen. Kệ sàn rất là tinh tươm ha. Thì nói chung là ổn định. 538 triệu thôi. Chiếc xe 8 chỗ. Đi gia đình, đi dịch vụ đều rất là ổn luôn. 538 triệu, 78.000 cây. Innova E số sàn 2018. Đó, quý vị nào quan tâm Innova thì Toyota Tân Cảng Minh Dung bán rất là chạy Innova luôn và xe về bán liên tục. Cho nên là quý vị nào tìm Innova thì nhớ liên hệ với Dung. Hoặc là đang có nhu cầu mua bán trao đổi xe, cần định giá xe thì chỉ cần gửi thông tin qua cho Dung theo số điện thoại 0888 224 668 để Dung hỗ trợ quý vị nha. À, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Dung. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.